Xin chào các em đang xem cái chương trình dạy học trên HTV. Hôm nay thì chúng ta cùng nhau luyện tập cái dạng toán cuối cùng liên quan đến cái mối quan hệ giữa parabol với đường thẳng. Cái bài tập này thì nó liên quan đến một cái phần gọi là họ đường thẳng. Hôm nay thì chúng ta cùng nhau xem xét bài toán như sau. Cho parabol P y bằng 0,5 x bình và đường thẳng DM y bằng mx trừ m cộng 2. Câu A, vẽ P. Câu B, tìm tọa độ điểm cố định A mà đường thẳng DM luôn đi qua với mọi m. Câu C, chứng minh rằng đường thẳng DM luôn cắt P tại hai điểm phân biệt với mọi m. Chúng ta đã biết cái parabol P có dạng rất cụ thể, có phương trình là y bằng 0,5 x bình. Tuy nhiên thì cái đường thẳng DM thì đây là một đường thẳng rất là đặc biệt. Nó có tham số m tham gia vào trong phương trình đường thẳng này. Y bằng mx trừ m cộng 2. Như vậy thì cái đường thẳng DM này chúng ta thấy rằng là với những cái giá trị m khác nhau, khi chúng ta thế vào thì cái đường thẳng DM này nó sẽ có được những dạng cụ thể khác nhau. Ví dụ với m bằng 1 thì chúng ta sẽ có đường thẳng là dy bằng x trừ 1 cộng 2, có nghĩa là x cộng 1. Và với những cái giá trị m khác thì cái đường thẳng này sẽ mang những cái phương trình khác nhau. Tuy nhiên tất cả những phương trình đó thì đều xuất phát từ cái phương trình gốc của nó là y bằng mx trừ m cộng 2. Và trong phương trình này nó phụ thuộc vào tham số m. Do vậy thì người ta sẽ đặt tên đường thẳng này là dm. Và những cái đường thẳng mà có chung một cái công thức, xuất phát chung từ một công thức, thì đường thẳng đó, những đường thẳng đó người ta gọi là họ đường thẳng. Như vậy thì trong chỗ này chúng ta cũng có thể là gọi là cho họ đường thẳng DM với công thức là y bằng mx trừ m cộng 2. Như vậy thì hôm nay thì các bạn sẽ làm quen với cái từ họ đường thẳng một chút. Câu đầu tiên trong cái bài này thì đó là một câu rất là quen thuộc, và chắc chắn thì trong cái đề thi lớp 10 nào cũng sẽ có một bài toán liên quan đến cái việc vẽ parabol này. Và chúng ta cùng nhau thực hiện cái yêu cầu đầu tiên của bài toán, đó là vẽ parabol B y bằng 0,5 x bình. Và chắc chắn rằng thì chúng ta muốn vẽ được parabol P y bằng 0,5 x bình thì chúng ta sẽ cùng nhau xác định cái tập xác định của parabol này, đó là tập xác định R. Và từ đó thì chúng ta tìm cái bảng giá trị của cái parabol này. Và chắc chắn rằng cái bảng giá trị này thì có tối thiểu là 5 giá trị. Ở đây thầy lựa cái bảng giá trị có 7 giá trị. Đó là những giá trị x tương ứng với trừ 3, trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, 3. Và từ đó thầy thiết lập cái bảng giá trị như sau. X tương ứng với giá trị x bằng trừ 3 thì y bằng 0,5 x bình trừ 3 bình là 9, nhân 0,5 là 4,5. X bằng trừ 2 thì x bình nó sẽ bằng 4, nhân 0,5 sẽ bằng 2. X bằng trừ 1 thì x bình sẽ là 1, nhân 0,5 là 0,5. X bằng 0 thì y tương ứng giá trị bằng 0. Và nhờ tính đối xứng thì x mang các giá trị 1, 2, 3 thì y lần lượt tương ứng là 0,5, 2, 4,5. Như vậy ở đây thì thầy cho 7 giá trị. Vì thực chất thì với những cái 7 giá trị này thì những cái giá trị của hoành độ và tung độ nó cũng khá nhỏ. Và khi chúng ta vẽ ra thì cái hình cũng mang cái tính chất cân đối. Do vậy thì thầy sẽ chọn 7 giá trị. Tất nhiên ở đây chúng ta có thể chọn đến ít cặp giá trị là trừ 2, 2 cũng được rồi, hoặc là 2, 2 cũng được rồi.
nhưng mà thầy cho 7 giá trị để chúng ta có thể có một cái hình nó rộng hơn, nó lớn hơn một chút. Sau khi chúng ta đã xác định được các điểm cặp điểm x, y trên cái hệ trục tọa độ thì chúng ta sẽ tiến hành vẽ cái parabol như các bài toán mà chúng ta đã biết. Và chúng ta dùng cái thước parabol vẽ trước nhánh trái hoặc nhánh phải, rồi sau đó vẽ cái nhánh còn lại. Đặt cái thước parabol sao cho tất cả những cái điểm mà chúng ta đã xác định trên hình thì bên một nhánh sẽ đi qua cái cạnh cái thước parabol đấy. Và các bạn vẽ thì cũng nhắc các bạn chú ý một cái điều nhắc nhở các bạn lần cuối khi chúng ta học cái parabol này thì sẽ có sự khác nhau trong cái việc chúng ta vẽ parabol với đường thẳng trên cái giấy tập mà chúng ta học cũng như là trên cái giấy thi. Các bạn chú ý trên giấy thi chúng ta thì chúng ta là giấy cái loại giấy kẻ ngang, còn cái giấy tập là những giấy ô ly rất là rõ ràng. Do vậy thì khi mà vẽ parabol trên giấy kẻ ngang thì thầy khuyên các bạn là cái hệ trục tọa độ nên chọn cái đơn vị là 1 cm để chúng ta có thể vẽ một cách nhanh chóng bằng cái thước thẳng. Còn trong tập thì chúng ta có thể sử dụng cái ô tập định cái đơn vị cũng được. Tuy nhiên thì trên cái giấy kẻ ngang, và thầy nghĩ là chúng ta cũng nên rèn luyện ở cái việc mà chúng ta tập vẽ trên cái giấy kẻ ngang để cho nó chính xác. Và cố gắng là trên hai cái hệ trục tọa độ bắt buộc phải cái chia những cái đơn vị nó tương đương nhau, nghĩa là nó bằng nhau. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau nối các điểm lại để chúng ta có thể có parabol như trên hình. Như vậy thì sau khi chúng ta đã vẽ được cái parabol rồi thì chúng ta đã hoàn thành cái câu A. Và câu B chúng ta thì đây là một câu liên quan hoàn toàn đến cái họ đường thẳng DM. Đề bài yêu cầu là chúng ta tìm một cái điểm cố định mà cái họ đường thẳng DM này luôn đi qua với mọi giá trị của M. Như vậy thì trong cái đường thẳng DM của chúng ta thấy rằng cái đường thẳng này với những giá trị M khác nhau thì cái đường thẳng này sẽ mang những cái phương trình khác nhau. Và tuy nhiên khi chúng ta xác định được một số cái phương trình cụ thể và chúng ta vẽ ra thì chúng ta nhận xét thấy rằng tất cả những cái phương trình này đều đi qua một điểm. Như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta làm sao từ cái công thức tổng quát của cái phương trình của họ cái đường thẳng DM chúng ta xác định được cái điểm cố định mà cái đường thẳng này luôn đi qua. Như vậy thì chúng ta cùng nhau xem xét câu B này. Và dĩ nhiên thì việc đầu tiên thầy sẽ gọi điểm A có tọa độ là x0, y0 là điểm cố định mà cái đường thẳng DM y bằng mx trừ m cộng 2 luôn đi qua. Như vậy nhiệm vụ chúng ta bây giờ làm sao chỉ ra được là x0 bằng mấy và y0 bằng mấy để từ đó chúng ta xác định được cái tọa độ điểm A mà chúng ta cần tìm. Như vậy thì điểm A này là cái điểm cố định mà cái họ đường thẳng DM này luôn đi qua. Như vậy thì với bất kỳ giá trị M nào khi thế cái tọa độ điểm A này vào thì chắc chắn nó đều thỏa mãn cái phương trình tương ứng đó. Như vậy thì trên cái đường thẳng DM này do A là điểm cố định mà cái đường thẳng này luôn đi qua với mọi M. Do vậy thì khi thầy thế cái tọa độ điểm A này vào trong cái phương trình của đường thẳng DM thì chắc chắn rằng cái phương trình này luôn luôn đúng với mọi M. Do vậy, thầy thế cái tọa độ điểm A này vào trong cái đường thẳng DM. Thầy có y0 bằng mx0 trừ m cộng 2. Và đây là cái phương trình luôn đúng với mọi m. Tại sao phương trình này luôn đúng với mọi m? Vì đơn giản thôi, cái họ đường thẳng DM này đi qua điểm A này. Hay nói khác, điểm A này luôn nằm trên cái đường thẳng DM với mọi em. Do vậy thì khi thế cái tọa độ điểm A này vào trong cái đường thẳng DM thì chắc chắn rằng chúng ta luôn luôn có một cái đẳng thức đúng. Và do vậy thì thế vào chúng ta đã có một cái phương trình y0 bằng mx0
trừ m cộng 2 luôn đúng với m. Như vậy đến đây thì khi chúng ta để nguyên cái phương trình như vậy thì có lẽ chúng ta cũng sẽ không xử lý được bài toán. Vì cái phương trình này nó không có một cái dạng cụ thể nào hết và phương trình này lại đúng với mọi m. Do vậy thì vì chúng ta xem xét cái phương trình này trên cái việc đúng với mọi m, do vậy thầy sẽ đưa cái phương trình này về thành một cái phương trình mới với m là ẩn số. Có nghĩa là thầy sẽ đặt nhân tử chung m của mx0 và trừ m ra. Đồng thời, thầy chuyển cái 2 từ vế phải, thầy chuyển sang vế trái. Để từ đó, thầy có được một cái phương trình như sau. Khi chúng ta đặt mx0 trừ m, đặt m ra ngoài, thì chúng ta sẽ có được m nhân với lại x0 trừ 1. Thầy chuyển 2 từ vế phải sang vế trái, thầy sẽ được là bằng y0 trừ 2. Và cái phương trình này luôn đúng với mọi m. Đây là một cái phương trình nó phụ thuộc vào m, có nghĩa m là ẩn số của phương trình này. Và phương trình này là phương trình dạng m nhân cho a bằng b. Và phương trình này đúng với mọi giá trị m. Như vậy thì nếu bạn nào nắm vững kiến thức về cái phương trình bậc nhất ax bằng b, thì chúng ta thấy rằng phương trình ax bằng b luôn có vô số nghiệm khi a bằng 0 và b bằng 0. Thì từ đây chúng ta có thể suy ra được x0 trừ 1 bằng 0 và y0 trừ 2 bằng 0. Còn nếu bạn nào không nắm vững kiến thức đó, thì chúng ta hãy suy nghĩ đơn giản thôi. M nhân một biểu thức nào đó bằng một cái biểu thức y0 trừ 2. M nhân với biểu thức x0 trừ 1 luôn luôn bằng y0 trừ 2. Có nghĩa là cái phương trình này luôn đúng với mọi m. Như vậy thì nó chỉ có một cái trường hợp xảy ra thôi, đó là m nhân 0 bằng 0. Thì chắc chắn rằng phương trình đó đúng với mọi m. Với cái nhận xét đó, thì do phương trình này đúng với mọi m, thì chúng ta chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là m nhân 0 bằng 0. Do vậy thì chúng ta có được cái hệ phương trình tương đương như sau. Đó là x0 trừ 1 bằng 0 và y0 trừ 2 bằng 0, để cho phương trình m nhân với x0 trừ 1 bằng y0 trừ 2 đúng với mọi m. Có nghĩa là m nhân 0 bằng 0. Từ cái hệ phương trình này, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được cái giá trị x0 và y0. Và từ đây thì chúng ta có được một cái hệ phương trình tương đương, đó là x0 bằng 1 và y0 bằng 2. Và cũng từ đó chúng ta đã xác định được cái điểm A. Thì x0 là hoành độ của điểm A và y0 là tung độ của điểm A. Do vậy chúng ta cũng sẽ xác định được A là cái điểm cố định mà cái đường thẳng DM luôn đi qua với mọi m. Từ trên hình vẽ phía trên, thầy cũng xác định cái điểm A cho các bạn như trên hình. Điểm A chúng ta sẽ có cái tọa độ là 1, 2 như cái hình vẽ của thầy ở trên bảng đấy. Thì chúng ta thấy rằng điểm A này nó nằm ở phần bên trong của cái parabol. Và điểm A chúng ta có tọa độ là 1, 2. Như vậy thì nó nằm ở phần bên trong của cái parabol này. Như vậy thì nếu bạn nào nhận xét rằng A là một cái điểm mà cái họ đường thẳng DMN này luôn đi qua, như vậy chúng ta vẽ bất kỳ một cái đường thẳng nào đi qua A, thì chúng ta cảm giác rất rõ ràng rằng cái đường thẳng này luôn luôn cắt parabol tại hai điểm phân biệt. Lưu ý là chúng ta không có vẽ cái đường thẳng song song với trục OY thôi. Như vậy thì ở đây cái đường thẳng DM này nó mang cái dạng AX cộng B, Y bằng S cộng B. Do vậy cái đường thẳng này hoặc là có cái trường hợp là song song với lại OX, hoặc là có trường hợp là
đúng cái dạng hàm số bậc nhất y bằng ax cộng b với trường hợp a khác không. Thì tất cả những đường thẳng như vậy chúng ta thấy rằng là đều đi qua điểm A này. Và do đó thì chúng ta cảm giác rất rõ ràng rằng đường thẳng đó sẽ luôn luôn cắt cái parabola chúng ta. Như vậy thì làm sao để xác định được rằng, để chứng minh được rằng đường thẳng DM này luôn cắt parabola tại hai điểm phân biệt? Thì chúng ta xem xét câu tiếp theo, vì đó chính là nội dung của câu C. Câu C yêu cầu chúng ta chứng minh rằng đường thẳng này luôn luôn cắt cái parabola tại hai điểm phân biệt. Và như vậy thì hiển nhiên muốn xét cái vị trí tương đối của đường thẳng với đoạn parabola thì chúng ta sẽ xét phương trình hoành độ giao điểm của chúng. Như vậy, phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng DM và parabola B thì sẽ đưa đến chúng ta một cái sự nhận xét về cái vị trí tương đối giữa đường thẳng với parabola. Và từ cái nhận xét đó liên quan đến cái số nghiệm của phương trình thì chúng ta sẽ xác định được rằng đường thẳng này luôn luôn cắt parabola hay không. Như vậy thì phương trình hoành độ giao điểm của parabola và DM sẽ có dạng như sau: 0,5 x bình, đây chính là cái parabola liên quan parabola, bằng mx trừ m cộng 2. Và như vậy thì chắc chắn rằng chúng ta phải đưa cái phương trình này về đúng cái dạng ax bình cộng bx cộng c bằng 0, bằng cách thầy chuyển vế từ phải sang trái, thầy có được phương trình tương đương như sau: 0,5 x bình trừ mx cộng m trừ 2 bằng 0. Như vậy thì chúng ta đã có được một cái phương trình đó liên quan đến cái parabola và đường thẳng, đó chính là phương trình hoành độ giao điểm giữa parabola và đường thẳng. Cái việc mà chúng ta tìm coi parabola và đường thẳng này có như thế nào với nhau, hay nói khác là phương trình hoành độ giao điểm này có nghiệm kép, có hai nghiệm phân biệt hoặc là vô nghiệm, để từ đó chúng ta có thể xác định được cái parabola và đường thẳng này tiếp xúc, cắt nhau hoặc là không có giao điểm chung. Như vậy thì bước tiếp theo chắc chắn chúng ta sẽ xử lý delta của cái phương trình hoành độ giao điểm này. Và từ đó chúng ta xác định delta như sau: delta bằng b bình trừ 4ac, và b nó chính là trừ m tất cả bình, trừ 4 nhân a là 0,5 nhân c là m trừ 2 trong ngoặc. Và từ đó chúng ta cũng có thể rút gọn cái delta này lại bằng cách là chúng ta phân phối cái phần phía sau vào và rút gọn lại, chúng ta có được cái delta sau khi rút gọn như sau, đó là m bình trừ 2m trừ 4 nhân với 0,5 là trừ 2, nhân với trừ 2 sẽ là cộng 4. Như vậy thì delta ở đây chúng ta thấy rằng là đó là một cái biểu thức nó liên quan đến m và ở dạng bậc 2, m bình trừ 2m cộng 4. Đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh rằng đường thẳng DM và parabola luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Như vậy thì khi đường thẳng và parabola cắt nhau tại hai điểm phân biệt thì chắc chắn rằng phương trình hoành độ giao điểm sẽ có nghiệm kép với mọi m. Mà muốn phương trình hoành độ giao điểm có hai nghiệm phân biệt với mọi m thì delta này phải luôn lớn hơn 0 với mọi m. Như vậy thì chúng ta phải xác định được rằng cái delta của cái phương trình hoành độ giao điểm phải luôn lớn hơn 0 với mọi m. Và đây là phương trình bậc 2, m bình trừ 2m cộng 4. Muốn chứng tỏ rằng cái biểu thức này luôn lớn hơn 0 với mọi m thì chúng ta phải đưa cái biểu thức này về dạng bình phương cộng với một số.
và em bình trừ 2m, chúng ta thấy rằng chúng ta có thể biến đổi thành em bình trừ 2m cộng 1, vì đây chính là hàng đẳng thức, và 4 chúng ta thì còn lại là 3. Như vậy chúng ta biến đổi thành em bình trừ 2m cộng 1 cộng 3, chúng ta tách 4 thành 1 với 3. Để từ đó chúng ta kết hợp cái em bình trừ 2m cộng 1 thành hàng đẳng thức như sau. Đó chính là em trừ 1 tất cả bình cộng 3. Mà em trừ 1 tất cả bình, bình phương của một biểu thức thì bao giờ cũng có một cái giá trị lớn hơn hoặc bằng 0. Cộng với 3 chắc chắn rằng cái biểu thức này luôn lớn hơn 0. Do vậy chúng ta có một nhận xét như sau: em trừ 1 tất cả bình cộng 3 lớn hơn 0 với mọi em. Điều này có nghĩa là delta luôn lớn hơn 0 với mọi m. Mà delta luôn lớn hơn 0 với mọi m thì chúng ta hoàn toàn xác định được rằng phương trình có hai nghiệm phân biệt. Như vậy chúng ta có thể kết luận tiếp theo, đó là phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Và vì phương trình này luôn có hai nghiệm phân biệt nên chúng ta thấy rằng parabol và đường thẳng này sẽ luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị m. Như vậy thì chúng ta thấy là bài này thì nó có khó khăn hơn các bài phía trước một chút, vì trong cái họ đường thẳng DM nó phụ thuộc cả vào tham số m, và với những giá trị m khác nhau thì cái đường thẳng DM này nó sẽ có mang cái phương trình khác nhau. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng với câu B chúng ta đã xác định, chúng ta đã chứng minh được rằng cái phương trình DM này luôn luôn đi qua một điểm cố định với mọi giá trị của em. Đó chính là điểm 1, 2. Và muốn xác định được điều đó thì việc đầu tiên chúng ta sẽ gọi tọa độ điểm cố định là A, x0, y0. Từ đó chúng ta thế vào trong cái phương trình theo M. Chúng ta sẽ có được một phương trình mới theo M. Và phương trình này luôn đúng với mọi M. Và từ đó chúng ta đưa cái phương trình này về thành cái dạng phương trình mới, đó là phương trình theo ẩn M. Từ đó chúng ta xác định M nhân với 0 bằng 0 để đưa ra một cái mối quan hệ mới. Và trong cái mối quan hệ mới đó chúng ta sẽ tìm được giá trị x0, y0. Và sau khi chúng ta đã xác định được rằng cái họ đường thẳng DM luôn đi qua điểm A với mọi M, và bằng cái việc xác định trên cái đồ thị hàm số thì chúng ta thấy rằng là điểm A này nằm ở phần bên trong của parabol. Và như vậy thì với bất kỳ một cái đường thẳng nào đi qua A thì chắc chắn rằng sẽ cắt parabol. Tuy nhiên muốn xác định được, muốn chứng tỏ được cái đường thẳng và parabol này cắt nhau tại hai điểm phân biệt thì chúng ta phải dựa vào phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng DM với parabol P. Từ đó chúng ta xét cái delta của phương trình hoành độ giao điểm này, và delta đó nó sẽ là một cái biểu thức phụ thuộc vào M. Từ biểu thức này chúng ta chứng tỏ rằng biểu thức này luôn lớn hơn 0, có nghĩa là delta luôn lớn hơn 0 với mọi em. Và nếu delta luôn lớn hơn 0 với mọi em thì phương trình hoành độ giao điểm luôn có hai nghiệm phân biệt, và từ đó chắc chắn rằng parabol và đường thẳng D này cắt nhau tại hai điểm phân biệt với mọi M. Như vậy thì trong bài này thầy, cái phần câu A thầy cũng đã nhắc các bạn một điều, đó là chúng ta cẩn thận khi chúng ta vẽ parabol trên cái giấy kẻ ngang, đó chính là giấy thi vào cái lớp 10, tuyển sinh lớp 10. Các bạn tốt nhất nên chia cái hoành độ và tung độ với đơn vị là 1 cm, và trong quá trình vẽ thì chúng ta tránh những cái sai sót của cái việc vẽ parabol. Những cái bài trước đây thì chúng ta cũng đã nhắc đến cái mối quan hệ giữa cái parabol với đường thẳng. Ví dụ như là parabol tiếp xúc với đường thẳng, parabol cắt đường thẳng tìm giao điểm, vân vân. Và hôm nay thì chúng ta nhắc đến một cái bài toán liên quan giữa cái việc đường thẳng và parabol, họ đường thẳng DM luôn luôn cắt parabol tại hai điểm phân biệt.
Đó là các nội dung liên quan giữa đường thẳng và parabol. Đến đây là hết. Và trong cái dịp bài sau thì thầy và các bạn sẽ cùng nhau nhắc đến những kiến thức liên quan đến việc giải toán bằng cách lập phương trình. Và phương trình này đó chính là phương trình bậc hai một ẩn. Bài học hôm nay là hết. Thầy xin chào các em. Hẹn gặp lại các em. Hãy subscribe.